gọt vỏ rồi rửa sơ nhẹ nó một cái thôi thì nó rất là ngứa mọi người, nó ngứa, nó là ngứa đậm sâu luôn. Thì xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Thói Bất Tiện Official. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục với chuyên mục review những cái phương pháp làm đẹp ở trên mạng cũng như là những cái mẹo làm đẹp đơn giản tại nhà mà Tiền đã được trải nghiệm thực tế những cái phương pháp đó. Và trước khi mà mình vào cái video ngày hôm nay, cái chủ đề ngày hôm nay thì mọi người cùng Tiền xem một cái clip ha. Ở trên clip của chị đó, đó là chị đó sẽ dùng một cái cây lược để mà đánh bông cái phần nha đam lên cho nó nổi bọt lên, và sau đó là sẽ dùng cái bọt đó để mà thoa lên trên da của khách ha. Thì ở đây là mình sẽ dùng trực tiếp cái miếng nha đam như thế này để mà mình thoa lên cho nó nhanh đó. Và vì sao Tiền không thoa lên trên da mặt cho mọi người xem mà chỉ thoa lên trên da tay á, thì một lát nữa Tiền sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện ha, cho thì mọi người sẽ biết là vì sao mà Tiền không có dùng nha đam thoa lên mặt. Thì sợ nó lắm mọi người ơi. Thì thật sự khi mà nhắc đến cái việc làm đẹp thì chúng ta không thể nào không phủ nhận cái công dụng của nha đam được. Ở một cái nguyên liệu mà giúp cấp ẩm nè, làm dịu mát cái làn da của mình nè, làm mịn da nè. Và chị em của mình khi mà nhắc đến những cái nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên thì chị em chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ đến nha đam đúng không? Nhưng mà khác với cái con mèo của em nó kêu, nhưng mà trái ngược với lại những cái suy nghĩ của chị em mình á, thì trong cái mũ nha đam á, cái phần mũ vàng vàng này nè, nó có một cái độc tố rất là ghê gớm mọi người ơi. Nếu như chúng ta không biết cách để mà xử lý nó thì nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhan sắc của chúng ta bị tàn phai. Thì bây giờ thì Tiền sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện mà Tiền đã, bản thân của Tiền đã là nạn nhân của cái mặt nạ nha đam như ở trên clip đó luôn. Thì vào cái năm mà Tiền học cấp 2 á mọi người, thì có năm lớp 7, lớp 8 á, thì Tiền có một cái con nhỏ bạn học chung lớp mà cái làn da của nó rất là đẹp mọi người ơi. Cái làn da của nó đẹp như em bé luôn, mà mình con gái mà mình nhìn mình còn mắc mê nữa, huống chi con trai. Thì lúc đó thì Tiền thấy thấy cái da nó quá đẹp đi, cho nên là Tiền đã hỏi bí quyết của nó. Thì nó chỉ Tiền á, nó chỉ cho Tiền là về á, rồi mình mua nha đam á, rồi mình gọt vỏ, rồi mình cắt cái miếng nha đam ra, mình lấy cái phần thịt ở trong á, mình đắp lên trên mặt như vậy thôi là cái da sẽ đẹp. Đó, đó chính là nó chỉ Tiền như vậy. Mà lúc đó là mình không có biết mọi người, lúc đó còn nhỏ quá, mình cũng không có biết là trong nha đam nó có mũ quá, có gì hết trơn á, nó chỉ sao mình làm vậy. Tại vì thật sự cái da nó đẹp mà nó chỉ mình thì mình nghĩ đó, nó thiệt là như vậy, cho nên mình rất là tin. Lúc đó mình rất là tin luôn. Và mình đã, sau khi đi học về là mình đã chạy ù ra chợ để mà mua một cái nhánh nha đam về. Và sau đó là mình gọt vỏ rồi mình đắp lên, không rửa, không ngâm muối, không làm bất kỳ một cái gì thêm hết, chỉ là gọt vỏ rồi dùng cái thịt nha đam rồi đắp lên thôi. Thì mọi người biết không, chỉ sau một đêm sau khi Tiền thức dậy thì trời ơi, cái mặt của Tiền nó đã biến thành như vậy. Nó bị dị ứng mọi người ơi, vừa nổi mụn nè, vừa nổi mẩn đỏ nè, rồi bị bong da nè, rồi bị sưng nè, rồi bị ngứa nè. Trời ơi, lúc đó cái mặt của Tiền nó như là nó tan nát luôn rồi. Lúc đó là Tiền sợ quá sợ, lúc đó là sợ lắm luôn, rồi không có dám đắp nha đam nữa. Và phải mất một thời gian cũng khá là dài, không nhớ là lâu quá rồi, Tiền cũng không nhớ là bao lâu, nhưng mà Tiền cũng phải mất một thời gian khá là dài để mà hồi phục cái làn da của mình. Đó, cho nên là đến bây giờ ai mà nhắc đến cái việc mà đắp nha đam, đắp mặt nạ nha đam là Tiền rất là sợ luôn mọi người ơi, sợ lắm. Đó. Và khi mà xem cái clip này á thì Tiền nghĩ liền đến cái thời gian mà mình đã ngu dại, mình đã lầm tin vào cái con nhỏ học chung lớp với mình, mà mình đã te tua cái mặt của mình. Đó. Cho nên khi mà xem cái clip này á là Tiền đã rất là, coi như là rất là phẫn nộ luôn. Đó, và bây giờ sau khi mà thoa cái nha đam lên cái tay, rất bắt đầu ở cái tay của Tiền nó ngứa rồi. Đó, và bên này á
Thì nếu như các bạn mà nói là sao mà không có ngâm muối á, thì bên này Tiền cũng đã chuẩn bị một cái chén nha đam mà Tiền đã rửa rất sạch và ngâm muối cũng rất là sạch ha. Không phải ngâm muối cũng rất là nhiều nước rồi đó, Tiền ngâm muối rồi Tiền rửa nước các kiểu ha. Đây chính là cái phần nha đam mà Tiền đã ngâm muối, và bây giờ Tiền sẽ thoa lên cái da tay của mình. Cái phần nha đam mà được ngâm muối thì nó không có nhớt bằng cái nha đam mà để nguyên luôn. Đó, cái miếng nha đam mà để nguyên như thế này thì nó rất là nhớt. Còn cái nha đam mà mình đã ngâm muối, mình đã rửa qua nhiều nước rồi á thì nó cũng còn nhớt nhưng mà nó không có nhớt bằng ha. À, rồi bây giờ mình sẽ giữ cái tay của mình trong ít phút rồi sau đó mình sẽ nêu ra cái cảm nhận của mình về từng loại nha. Chỉ sau vài phút thôi mọi người ơi, thì hai cái tay của Tiền hiện giờ nó rất là ngứa, nó ngứa lắm luôn. Và cái bên cái nha đam nguyên chất này nè, bên cái phần nha đam mà Tiền chỉ gọt vỏ rồi rửa sơ thì nó ngứa kinh khủng luôn, nó ngứa một cách đậm sâu luôn. Còn ở bên cái nha đam mà Tiền đã rửa sạch với nước và ngâm muối và rửa qua nhiều nước thì bây giờ thì nó coi như là nó đã thẩm thấu vào trong da của mình hết rồi. Nó chỉ để lại trên da của mình một lớp ướt ướt như là nước thôi. Đó, và nó cũng ngứa lắm luôn nhưng mà nó cũng không có bằng ở bên này đâu nha. Thì sau khi mà Tiền đã thử hai cái nha đam này cho các bạn xem rồi á, thì và cái câu chuyện mà Tiền kể là lúc trước Tiền bị dị ứng vì đắp nạ nha đam như trên clip á, thì Tiền thật sự khuyên các bạn nào đang chuẩn bị thực hiện cách này để mà đắp mặt thì Tiền khuyên các bạn là nên tìm hiểu về cái cách xử lý độc tố trong nha đam thật là kỹ. Vì sao? Vì nếu như mà mình làm không kỹ, mình chỉ là rửa sơ qua như vậy thôi, hoặc là mình cũng ngâm muối như Tiền nhưng mà nó không hết được cái độc tố, thì sau khi mình đắp lên thì mình chắc chắn sẽ bị dị ứng, và Tiền chắc chắn 100% luôn, cái đó là đã là độc tố rồi. Cho nên là ai không xử lý kỹ thì đắp lên cũng bị như Tiền thôi, chứ không riêng bất kỳ bạn nào hết ha. Và những cái bạn mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ mình đắp nha đam á, thì trước khi mà mình đắp á, sau khi mình đã xử lý độc tố xong và mình thì mình lấy một lượng ít ra để mà mình thoa lên trên da tay giống như Tiền nè, xem coi là mình đã xử lý có kỹ cái độc tố hay chưa, hoặc là mình có bị dị ứng với một cái thành phần nào trong nha đam hay không, thì mình hả đưa lên trên da mặt của mình nha. Đó, và nếu như mà mình không có kỹ trong cái nha đam này á thì mình sẽ bị dị ứng giống như Tiền vậy đó mọi người ơi. Tại vì Tiền cũng đã mất một thời gian khá là dài để mà điều trị cái mụn, những cái vết dị ứng ở trên mặt do nha đam gây ra rồi. Tiền thấy nó rất là, cái thời gian điều trị nó cũng khá là dài, rất là dài và rất là cực, và trong cái thời gian đó mình cũng tự ti rất là nhiều. Cho nên là Tiền không muốn các bạn bị dị ứng do nha đam đâu. Và riêng Tiền á, riêng Tiền thôi nha, bản thân Tiền thôi nha, không nếu như mà các bạn không 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 chịu làm theo Tiền thì các bạn có thể tìm hiểu những cái bác sĩ khác hoặc là những cái anh chị chuyên môn khác. Thì mỗi khi mà Tiền muốn đắp nha đam á, Tiền cũng ít đắp nha đam lắm. Tại vì những bạn nào hiện tại đang đắp nha đam á, thì Tiền khuyên là không có nên đắp thường xuyên nha. Tại vì tuy nha đam nó là một cái thành phần giúp da của chúng ta cấp ẩm, dịu mát, nó giúp cho da của mình mịn màng này kia, nó dưỡng da một cách dịu nhẹ. Nhưng mà thực sự trong nha đam này nó có một cái chất tẩy cũng khá là mạnh. Cho nên nếu như mình đắp thường xuyên thì mình sẽ bị cái tình trạng đó là da mỏng và bị ăn nắng. Cho nên là các bạn nào đang sử dụng cái cách này thì cũng không nên đắp thường xuyên đâu. Còn về nói chuyện một hồi mệt ghê á. Còn nếu như mà bạn nào mà đang muốn thực hiện cái cách xử lý nha đam á, thì các bạn cũng có thể làm theo cách riêng của Tiền ha. Đó chính là Tiền sau khi mà rửa qua nước nè, rồi Tiền ngâm chanh, sau đó Tiền ngâm muối, rồi Tiền ngâm chanh, ngâm muối, rồi rửa nước. Tiền làm rất là nhiều, mọi người cứ làm nhiều đi, đừng có sợ là nó nha đam của mình nó bị mềm hay bị cái gì hết, đừng có sợ mọi người ơi. Tại vì trong cái nhớt này nè, trong cái mũ của nó thì mình sẽ nó sẽ độc tố trong đó nó rất là nhiều, cho nên là các bạn rửa càng kỹ thì nó sẽ càng sạch ha.
Thì cái ý của Tuyền là như vậy đó mọi người, hiểu không? Tức là mình rửa nước nè, mình rửa chanh, mình rửa muối và mình lặp lại nhiều lần như vậy đến khi nào mà cái nha đam của mình nó hết nhớt. Chính xác là nó hết nhớt luôn, thì các bạn có thể bắt một cái nồi nước lên đun sôi. Sau khi cái nước mình sôi rồi thì mình có thể bỏ cái nha đam vào trong đó và mình trụng sơ nó một cái cho nó ra hết hoàn toàn những cái độc tố trong đó, rồi mình sẽ lấy cái nha đam ra rồi mình nghiền nát nó ra rồi mình đắp lên trên mặt. Thì trước khi đắp lên trên mặt thì nhớ là đắp lên trên tay thử nha, đó, coi coi là mình có bị dị ứng với loại nha đam hay không, hay là mình đã thực hiện xử lý nó kỹ hay là chưa nha các bạn nha. Chứ đừng có như ở trên clip rồi về rồi chỉ là gọt vỏ rồi đắp lên nha. Như Tiền nè, bây giờ là nó đang rất là ngứa lắm luôn, chịu không nổi luôn đó. Thì kết thúc clip này mọi người ơi, nói nãy giờ chắc là mọi người cũng đã hiểu về cái clip này rồi. Thì chốt lại một câu, đó chính là cái cách mà ở trên clip mà của chị đó dùng cây lược mà đánh cái nha đam lên đắp cho khách đó thì hoàn toàn sai nha mọi người, rất là sai. Cho dù là chị đó có, cho dù chị đó là có xử lý cái nha đam đó rồi thì nó cũng không thể nào hết cái độc tố trong đó hoàn toàn được. Cho nên nếu như mà mình làm theo cách của chị đó mà dùng nha đam mà đắp lên trên mặt như vậy thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ bị dị ứng đó. Cho nên là hãy tìm hiểu thật là kỹ trước khi mà mình muốn đắp nha đam lên trên mặt nha các bạn nha. Và đến đây thì mình xin kết thúc clip tại đây và cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn các bạn lại clip sau nha, bye bye. Tiền xin nói thêm đó là những cái bạn nào mà mình đang có ý định là dùng ở nha đam để làm đẹp đó, thì có thể là tìm mua những cái gel nha đam đã được bào chế sẵn ở những cái shop mỹ phẩm ha. Hoặc là mình lên mạng mình tìm mua những cái gel, những cái hộp gel hoặc là những cái tip, những cái chai đó. Thì sử dụng cái đó thì Tiền nghĩ là nó sẽ an toàn hơn là mình xử lý tại nhà. Nếu như mà mình xử lý tại nhà mà nó không sạch đó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên là Tiền nghĩ là các bạn có thể mua những cái đó để mà mình sử dụng cho nó tiện, cho nó gọn ha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Tiền. Bye bye.